Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online chiều ngày 11 tháng 2 tức mùng 2 Tết của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Hòa Bình khiến 4 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ tối qua tại km số 443+600 đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy lưu thông ngược chiều. Cú va chạm khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, hai người tử vong, hai người được chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tết nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra, chỉ lơ là thiếu cẩn trọng khi lái xe hoặc có chút hơi men thì có thể làm cho người lái không kiểm soát được tốc độ dẫn đến va chạm. Trong ngày hôm qua, mùng 1 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần 7.500 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền 18 tỷ 782 triệu đồng. Riêng vi phạm về nồng độ cồn là hơn 2.800 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 1.720 trường hợp, vi phạm về ma túy 12 trường hợp. Trong lĩnh vực đường sắt có 1 trường hợp vi phạm và lĩnh vực đường thủy có 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 1 triệu đồng. Thống kê trong ngày hôm qua mùng 1 Tết, cả nước xảy ra gần 80 vụ tai nạn giao thông làm 35 người tử vong, gần 70 người bị thương. So với ngày 30 Tết, tai nạn giao thông đã tăng ở cả 3 tiêu chí. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong dịp Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Tại thành phố Đông Hà, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tăng cường 100% cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ với tinh thần xuyên đêm giao thừa, xuyên những ngày Tết, tổ chức chốt kiểm tra tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông, kết hợp với bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố. Chỉ trong thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ chiều qua mùng 1 Tết, tổ công tác chốt kiểm tra tại đường Hùng Vương đã kiểm tra 197 phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Tại huyện Vĩnh Linh, đội cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường các chốt kiểm tra, qua đó đã phát hiện lập biên bản 2 trường hợp vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát xuyên đêm xuyên Tết nhằm ngăn chặn các vi phạm, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, tạo an toàn thuận lợi để nhân dân vui Tết du xuân. Với tinh thần xuyên đêm xuyên Tết, những ngày này lực lượng công an cả nước nói chung, công an tỉnh Quảng Bình nói riêng cũng đang căng mình ứng trực đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tối mùng 1 Tết, trên tuyến đường quốc lộ 1A chạy qua địa bàn, tất cả các phương tiện đều được đón dừng để kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Người dân đều đồng tình phối hợp và chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng chức năng. Quá trình điều tra, có nhiều người điều khiển phương tiện xe máy và cả ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt mức từ 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Với mức độ này thì người vi phạm có thể bị phạt từ 2 đến 17 triệu đồng. Đối với hành vi mà mình điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn được không? Hôm nay là Tết nhưng là thôi thì tôi cũng biết chuyện đó. Và anh hết sức thông cảm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Rồi, đề nghị anh hợp tác nhé. Ok. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Quảng Bình, từ ngày 29 Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã ứng trực 100% quân số, huy động tối đa lực lượng phương tiện, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ với tinh thần xuyên đêm xuyên Tết 24/24 giờ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Phòng PC 08 được quân số 100% quân số và thực hiện chia ra rất nhiều tổ. Đặc biệt là có một số tổ là phối hợp với công an các địa phương và một số tổ là phối hợp với công an các phòng, như là phối hợp với lực lượng PK02, cảnh sát cơ động và cảnh sát PC06, trật tự. Thì chúng tôi làm xuyên Tết và tập trung như thế là 4 ca tuần tra từ khung giờ, nhất là những người khung giờ là về K18, 18 giờ đến 22 giờ. Chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ về các cái phương tiện hoạt động trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến thành phố Đồng Hới để xử lý về cái nồng độ cồn và ma túy.
Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Bình sẽ kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và hình thành thói quen cho người dân về việc đã uống rượu bia thì không lái xe, đặc biệt là trong dịp những ngày đầu năm mới, để mọi người mọi nhà đón xuân trong không khí vui tươi, an lành. Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án giết người, bắt đối tượng Hờ A Dúa, nghi phạm giết người khi đang lẩn trốn tại một khu rừng ở huyện Nậm Pồ. Tối mùng 8 tháng 2 tại bản Na Co Sa 4, xã Na Co Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến anh Sùng A Sử, sinh năm 2003, trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Nậm Pồ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tổng lực về người và phương tiện truy vết các đối tượng. Đến khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 2, tức chiều tối ngày 30 Tết, lực lượng chức năng bắt được Hờ A Dúa, sinh năm 2005, trú tại xã Na Co Sa, huyện Nậm Pồ, khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, thu được tang vật là con dao gây án. Tại cơ quan công an, Hờ A Dúa khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã cùng Thảo A Phình và Vàng A Di cùng chú tại huyện Nậm Pồ tấn công nhóm bạn của Sùng A Sử. Dúa là người trực tiếp dùng dao đâm nhiều nhát, khiến Sử tử vong tại chỗ. Sau một thời gian lẩn trốn trong rừng, Thảo A Phình đã tới cơ quan công an đầu thú. Lực lượng công an đang tiếp tục tổ chức lực lượng để truy bắt đối tượng Vàng A Di. Rạng sáng ngày hôm nay, công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản của một nữ hành khách vào đêm giao thừa. Đối tượng là Mai Viết Trung, quê ở tỉnh Quảng Bình. Từ tin báo của một nữ bị hại bị cướp giật điện thoại tại ga Đà Nẵng, lực lượng công an nhanh chóng theo dõi mật phục, bắt giữ được Trung khi đối tượng đang có ý định quay lại ga Đà Nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận do thiếu tiền trả nợ nên khi đến ga phát hiện bị hại sơ hở thì nảy sinh ý định và thực hiện việc cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Có được điện thoại, Trung tìm ra mật khẩu và rút hết 6 triệu đồng trong tài khoản của bị hại. Ngoài ra, Trung cũng thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp giật khác trước đó. Kiểm tra nhanh cho thấy Trung dương tính với chất ma túy, vụ việc đã được bàn giao cho công an quận Thanh Khê để thụ lý điều tra. Trong những ngày Tết, liên tiếp các sới bạc đã bị lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện và triệt xóa, bắt giữ nhiều đối tượng. Khoảng 4 giờ chiều qua mùng 1 Tết, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vĩnh Long và công an phường Tân Hòa kiểm tra khu đất trống thuộc khóm Tân Cuối, phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, phát hiện bắt giữ 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ 2 con gà đang mang cựa sắt, 7 điện thoại di động, 25 xe mô tô cùng khoảng 40 triệu đồng. Các đối tượng trú tại tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện Long Hồ và công an xã Đồng Phú triệt xóa một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Phú Mỹ 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, thu giữ tại hiện trường 2 con gà, nhiều cặp cựa sắt, 5 điện thoại di động, 4 xe mô tô và gần 25 triệu đồng. Tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Lý Gia Linh, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Và đối tượng Lý Thải, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 16 tháng 5 năm 2017 đối với đối tượng Trương Thị Mỹ Phụng, sinh năm 1951, hộ khẩu thường trú tại ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Và đối tượng Nguyễn Tiến Sĩ, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Đạ Tồn, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, phải nhận quyết định truy nã số 968 ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Lâm Đồng về tội đánh bạc. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692345860 và 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.